Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người, và kìa, trước mặt Đức Giêsu có một người mắc bệnh phù thủng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: có được phép chữa bệnh ngày Sa-bát hay không? Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân chữa khỏi và cho về. Rồi người nói với họ: ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát? Và họ không thể đáp lại những lời đó. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đến dùng bữa tại nhà một thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu. Sự kiện này cho thấy không phải tất cả những người Pha-ri-sêu đều là kẻ thù nghịch với Chúa Giêsu. Trong nhóm Pha-ri-sêu cũng có nhiều người có cảm tình với Chúa Giêsu, bằng chứng là họ đã mời Chúa Giêsu đến nhà dùng bữa ngay trong ngày lễ nghỉ hay ngày Sa-bát. Chúa Giêsu đón nhận lòng hiếu khách của vị thủ lãnh và sẵn sàng đến tham dự, dù biết rằng ở đó người sẽ gặp những người Pha-ri-sêu khác, bạn bè của ông, nhưng là những kẻ luôn tìm dịp để bắt bẻ và hãm hại người. Cách ứng xử của Chúa Giêsu cho thấy Ngài thực sự là một con người tự do. Người không bị ràng buộc bởi những thành kiến xã hội, cũng không giam mình trong sự ghen tương và đố kỵ, nhưng luôn quy hướng cả cuộc sống của mình vào việc thực thi sứ mạng của Chúa Cha, đó là bày tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho mọi người. Vì thế đối với Chúa Giêsu, tất cả mọi người dù ủng hộ hay chống đối người đều là con cháu Abraham, là những người được Chúa Cha yêu thương. Huống hồ vị thủ lãnh này lại có thiện cảm với Ngài, và không ngừng và không ngại mời người đến nhà mình để dùng bữa. Cho dù thiên hạ có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí chia rẽ nhau về người, có thể nói ông còn hơn cả Nicodemo, người chỉ dám đến với Chúa vào ban đêm. Còn ông đã dám bày tỏ công khai thiện cảm của mình dành cho Chúa Giêsu. Nếu như vị thủ lãnh đã không ngại mời Chúa Giêsu đến nhà mình để được nghe tận tai những lời Chúa nói và được thấy tận mắt những việc Chúa làm, thì Chúa cũng không ngần ngại mời ông tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện bằng cách có cái nhìn xa hơn lề luật để nhận ra hiện thân của Chúa nơi những anh chị em xung quanh, cách riêng những người đau khổ, đồng thời chạy lòng thương và cứu giúp họ như chính Thiên Chúa đã thương xót và cứu giúp ông. Trong ý hướng này, Chúa Giêsu chủ động đặt vấn đề với những người Pha-ri-sêu về cách giải thích lề luật và truyền thống liên quan đến ngày lễ nghỉ, bằng cách hỏi họ có được chữa bệnh trong ngày lễ nghỉ hay không. Là cấp lãnh đạo tôn giáo, họ là những người am tường lề luật và nắm quyền giải thích lề luật. Họ thừa biết rằng không có bộ luật nào trong luật Mô-xê ngăn cấm việc chữa lành trong ngày lễ nghỉ cả, bởi ngày lễ nghỉ được lập ra vì lợi ích và phúc lành của con người,
thì sao lại ngăn cản làm việc lành trong ngày Sa-bát? Hơn nữa, luật còn dạy rằng trong trường hợp khẩn cấp, không cứ gì phải nguy tử, chỉ cần lâm cảnh khổ cực đến độ ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng, thì tình yêu đòi buộc chúng ta phải cứu giúp người ấy không được trì hoãn. Vì không thể trưng dẫn luật nào trong Kinh Thánh cấm chữa bệnh trong ngày lễ nghỉ, nên người Pha-ri-sêu thinh lặng. Sự thinh lặng này tố cáo việc họ giải thích lề luật và truyền thống một cách tùy tiện, chẳng những không tôn vinh mà còn hạ bệ Kinh Thánh, đồng thời chất lên vai kẻ khác gánh nặng của lề luật. Đúng ra họ phải dùng lề luật để giải thoát con người khỏi những đam mê bất chính và giúp họ trở thành con cái tự do của Thiên Chúa. Đằng này họ lại dùng lề luật để trói buộc con người và làm cho họ trở thành những kẻ nô lệ. Bằng việc chữa lành cho người bị phù thủng trong ngày lễ nghỉ và gián tiếp trưng dẫn điều răn thứ tư, khi nêu ra trường hợp đứa con trai bị lọt hố trong ngày lễ nghỉ, Chúa Giêsu minh chứng việc ngăn cấm chữa bệnh trong ngày lễ nghỉ đối nghịch với lề luật và truyền thống chân chính, vốn đề cao lòng trắc ẩn cũng như lòng thương xót trước những nỗi đau và thiếu thốn của đồng loại. Chính Chúa Giêsu đã công khai chữa bệnh nhiều lần trong ngày lễ nghỉ, như đã chữa cho người bại tay được chữa lành và cho người đàn bà bị còng lưng suốt 18 năm đứng thẳng lên, khiến dân chúng vui mừng vì mọi hiển hách người đã làm, còn tất cả những kẻ chống đối người thì phải xấu hổ. Người Pha-ri-sêu thinh lặng vì họ đã từng cứu giúp người thân hoặc tài sản của mình trong ngày lễ nghỉ, tức vi phạm chính lề luật họ răn dạy người khác. Ấy vậy, họ còn cấm đoán kẻ khác như thể mình là người đạo đức và bảo vệ lề luật. Đối với Thánh sử Luca, khi những người Pha-ri-sêu thinh lặng, họ gián tiếp thừa nhận rằng mình không có đủ khả năng giải thích lề luật và chuyển vai trò đó cho Chúa Giêsu, đấng duy nhất có thể giải thích lề luật một cách trọn vẹn nhất, bởi vì Ngài là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Xin Chúa cho chúng con được dìm mình vào lòng thương xót của Thiên Chúa để giải thoát mình khỏi sự tự mãn, để có được sự tự do, yêu thương và phục vụ. Amen.